Rồi hello, xin chào tất cả anh em. Chào anh em đã trở lại với kênh Ngũ Nguyễn của mình nha. Hôm nay thì trong lúc mình đi qua xe cũ thì mình lại phát hiện và quay thêm một cái cửa hàng xe cũ tại Bình Dương, gần với khu vực Thủ Đức, cho tất cả anh em mình xem và tham khảo nha. Tên của hàng ảnh là cửa hàng xe máy Minh Chiến, chuyên mua bán trao đổi các loại xe máy mới cũ, 0979 418 908, đó là số ảnh nha. Cửa hàng này thì mình nằm trên đường Nguyễn Tri Phương ở Dĩ An, Bình Dương nha các bạn. Cái địa chỉ của ảnh là gần với cái địa chỉ bên đây nè. Cho em xin phép mình quay cái địa chỉ bên đây cái nha, tại vì nó dính nhau nè. Sẵn quảng cáo luôn, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng nè. Địa chỉ là 33A/27A, khu phố Bình Đường, Bình Đường 4, phường An Bình, Dĩ An, Bình Dương đó các bạn, thấy không? Đó là địa chỉ ảnh, nói chung là cũng ở đây. Rồi bây giờ thì mình sẽ quay sơ và ra hỏi giá anh nhé. Mình quay sơ cái dàn trước nha các bạn. Trưa nắng quá trứng nắng, bây giờ đã là 2:45 chiều rồi. Mình sẽ cố gắng quay nhanh nhất có thể để anh em mình xem cho nhanh ha. Đây là con quay RS nè, thấy không? RS nè ha. Rồi con rim nè, rim này là rim Trung Quốc ha. Rồi nói chung là dàn này dàn Trung Quốc với lại C50 là nhiều. Có một cái con ẹt, cái form của nó là form ẹt nhỏ đó các bạn. Em này là 50 luôn nè. Nhưng mà coi này các bạn thấy nè, không? Đúng không? Đầu tư cái bộ mâm đó không? Đó. Dạ, 50cc. Có độ con tay luôn nè nha các bạn. Có con tay luôn dữ dằn nha. Và đặc biệt là đi cái bộ bánh bây giờ là rất là chuộng của những cái dòng hẹt lớn ha. Con này bao nhiêu vậy anh? 10,5. Đây là anh Chiến các bạn, chủ cửa hàng ha. 10.500.000. Để mình vào trong mình quay từ hướng ra đi ha các bạn. Ngoài đây nắng quá. Có những cái con cúp đây nè, 50 nè. Đa số nguyên hàng này 50 thì là nhiều ha, để cho các bạn học sinh nè. Rồi những người mà chưa có bằng lái ha các bạn ha. Này, quay kỹ con cúp đi luôn cho mấy bạn trẻ nha. Bên trong mình có ad winner đồ cũng có luôn nha các bạn. Nhưng mà bên trong cũng còn rất là nhiều. Để mình quay cái dàn 50 trước cái đã. To là xe 50 nha. Có cái con ẹt này mình kết quá nè. 50 mà chịu đầu tư bài bản luôn á. Cặp mâm Racing Ball 5 cây đó các bạn. Đã không? 10.500.000 coi Jupiter. Rồi để bây giờ mình nhờ ảnh cho mình xin giá cái những cái chiếc này nha. Cái con quay RS ở ngoài suốt trước là bao nhiêu vậy anh? Quay RS này quay RS 100. Dạ. Đó là xe 8,5 triệu anh nha. 8,5 triệu, xe Nhật luôn đúng không anh? Dạ. Cái con quay Trung Quốc này anh, Jim. Dạ. Con này thì bao nhiêu anh? Con đó đang bán ra là 5,3 triệu. 5,3 triệu ha. Xe 2,4. Dạ. Nó xe 5,4 thì chờ hàng với phòng đấy. Dạ. Rồi, đây là một cái con quay Trung Quốc ha. Có dọn sơ là đẹp nha các bạn, có căm bọc đồ bóng nè. Đó, con này thì bao nhiêu vậy anh? Con này giá 4,8 triệu. 4,8 triệu các bạn à. Đây, cái con này thì này nè. Con quay 50 luôn đúng không anh? Quay 100 Trung Quốc đúng không? Cái này 4,5 triệu. 4,5 triệu. Đây Jupiter của Yamaha đây. Đây là dòng UV. Dạ. Con này thì giá bao nhiêu vậy anh? Con này 6,8 triệu nha. Con 6,8 triệu rồi các bạn. Sao chứ anh? Xe 6,8 triệu lên xe Trung Quốc tí thôi. Dạ, hơn Trung Quốc có tí mình được một chiếc xe Nhật như vậy là quá ok rồi. Dạ. Đây cái con này là chắc chắn là mình sẽ đề cho các bạn 10,500,000. Đời của 2018 83 BT 287 27 83 là của Sóc Trăng đó các bạn. Bộ móc lớn luôn nè. Nhìn xe rất là chất. Ai mà nhìn xe không cứng nhìn lướt là y chang. Đây, nhưng mà nhìn lại cái máy thì nó ấy nha. Dạ. Đây để em đạp cho được rồi. Rồi có bô titan luôn các bạn. Nha các bạn, tại vì để lâu quá xăng cổ nó không có điều quá. Mười triệu 500 ngàn ha. Rồi còn cái con này anh, dàn ấu Nhật hả anh? Quay Trung Quốc mà vô dàn ấu Nhật với đồng hồ của Nhật là 4,8 triệu. Rồi rồi cho em xin nói hai con ở đây luôn đi. Dạ, liên danh 50 luôn hay sao anh? 110 hả? Dạ. Giá nó 5 triệu đó. 5 triệu. Rồi con cấp này. Cúp đời mới. Dạ. 50 đó.
giờ cấp 50 cho các bạn học sinh nè ha. Bạn nào học sinh thì chạy mấy chiếc này cho nó an toàn. Thứ nhất tốc độ, thứ hai nữa về luật giao thông mà mình đi chơi đúng ha. Cấp này phải từ cấp 3 mới được nha. Nói thì 50 học sinh này chứ không phải từ 15 tuổi mình mới được phép chạy nha các bạn. 8 triệu. Còn bây giờ là chủ yếu là bây giờ là quay sơ như vậy. Còn bây giờ mình sẽ quay bên trong nha. Chủ yếu là bên trong đây các bạn. Thì có là xe tơ nè, tay ga. Phải nói là ảnh tay ga mình thấy quá nhiều. Winner có nè, A50 có nè, Sirius 110 có nè, đầy đủ ha. Và trước khi mình quay thì mình sẽ hỏi anh về cái việc giấy tờ cũng như là coi cửa hàng anh có vận chuyển xe hay là trả góp không. Thì bây giờ cho em hỏi đầu tiên là cửa hàng mình có hỗ trợ trả góp không anh? Dạ, tại vì tụi phụ trợ góp em chưa làm cho nên được. Dạ. Thì anh em mua bán rất thiếu, 1-2 triệu rồi. Dạ, là mình chưa có được trả góp trong thời gian mình đang làm em, mới mốt sau này biết đâu có thì sao. Dạ. Còn hiện tại thì anh em mua xe nếu mà thiếu 1-2 triệu, 3 triệu thì ảnh có thể cho thiếu. Còn mình có vận chuyển xe xa không anh? Có, có vận chuyển xe xa luôn. Dạ. Và sắp tới mình có hỗ trợ về việc sang tên rút gốc không anh? Dạ, có chứ. Có luôn. Dạ. Nhưng mà rút gốc cho người ta. Dạ. Nhưng mà sắp tới tí nữa mình báo những cái giá này là giá mình chỉ là quá đơn cửa hàng thôi đúng không anh? Dạ rồi, thì bây giờ ra quay và hỏi giá anh nha. Còn 36V3 của Thanh Hóa ha. Con này đời 2014 nha các bạn, nhưng mà like cái dàn tem với cái đầu tí của 2023 gì đó. Nhưng mà trong giấy là 2014 đúng không anh? Dạ. Trong giấy là 2014 á. Đây cái đáp của nó 2014 này các bạn thấy ha. Nè, cái tem nè, tem ngay cái gấp đó. Rồi. Con này anh bán bao nhiêu anh? 19.500.000 nha các bạn. Mình bán về là anh em lại mình có bớt tí cà phê không anh? Có chứ. Rồi có nha. Rồi cho em xin nói mấy con này đi. Con Ultimo nè. Ultimo này bao nhiêu anh? 6.500.000 nha. Cho những cái anh chị chị em công nhân nào đó mình đi làm thì cái xe này tay ga thì mình chạy rất là tiện ha. Dễ chở, mang quét đồ, thồ đồ đồ rất là tiện. Tới một cái con lít ha. Lít này là mâm 5 cây nha các bạn. À. Đời này 2008 hả anh? Dạ, 2008. Giá nhiêu anh? 10 triệu. Con này dành nó một bước đẹp lắm ha. Để mình đề thử cho máy im cái đã. Bạn nghe máy nha. Ok đúng không các bạn? Dạ, tới cái con Lubias 125 hả anh? Dạ, Lubias này anh có xử lý cái dàn áo là đẹp quá nè. Đây dàn chân còn rất là sáng nè. Con này anh để ra bao nhiêu đây? 14.800.000 các bạn ơi. Dạ, để mẹ cho các bạn nghe luôn. Mình hơi yếu anh á. Rồi đây nè, đây nè. Con này có cách nước luôn nha các bạn. Cũng sang điện tử cách nước luôn. Cái dòng này là của thằng không đau đúng không? Ở Yamaha. Anh Vio mình lộn, lít thì mới là Yamaha Honda mình lộn nha. UBS. Rồi AB này là 28 hay 10 đây anh? 29. Giá bao nhiêu anh? 13 triệu anh. Em bao riêng hết. 13 triệu đời 29. Rồi. Cái này là Anh Vio FE. Con này còn xăng cơ đúng không anh? Cung xăng luôn rồi hả? FI đây, cái tem FI đây nè. Nó đời 23. FI này thì giá bao nhiêu anh? Hôm nay 10.500. 10.500.000. Để mình ra luôn cho các bạn nghe. Những cái năm đó thì những cái năm đề của xe này thì nó rất là nữ chạy rất là sướng, rất là đẹp. Những cái năm tay ga chưa thịnh hành thì AT này nó đã ra rồi. Chạy rất là đẹp. Rồi. 10.500.000. Tiếp theo là cho em xin cái con Vision này đi. Rồi 23. Giá bao nhiêu anh? Giá 14 triệu. 14 triệu. Rồi, đây là Grande hay Nova vậy? Nova hả? Nova. Rất sáng không? Quá bóng luôn. Mới kêu ra nó vậy đó. Dạ, mới kêu luôn. Đây là chân này các bạn. Có đây bao nhiêu anh? 13 năm anh. 13 năm luôn. Rồi, con này là con Janus đây các bạn. Con này Janus thì nó đã là khóa thông minh rồi ha. Đây anh có cái đồ bót này để anh bấm cho nó. Rồi ok.
y nha các bạn. Để cho mấy bạn nữ đi học hoặc là những bạn nữ chạy đẹp lắm nè, trẻ trẻ đó. Cái này bao nhiêu anh? Cái này 20 triệu 500. 20 triệu 500 ngàn. Rồi, cái này là nô 4. Đây, cái mâm của nó hơi nhẹ ha. Cái nô 4 này bao nhiêu anh? 7 triệu rưỡi. Louvias này là tem trùm phải không ta? Tem trùm như tem pin nó còn đông. Dạ, tem trùm, đây nè, trùm luôn cái chữ Louvias nè các bạn. Còn tem pin nó còn đang gần. Dạ, dạ. Rồi, con này bao nhiêu anh? Này 9 triệu 8. 9 triệu 8. 38 là biển số ở đâu anh? Hà Tĩnh. Dạ, đây là con 61 của Bình Dương. Bên đây nè, bên này là Hayate đời cao nhất. Hayate 24. Của Suzuki ha. Giá bao nhiêu anh? 6 triệu 8. 6 triệu 8. Nó yếu bị. Yếu bình rồi. Lấy cái bao bình đầy đủ. Dạ. Cửa hàng mình bán vậy mình có gần Tết rồi mình có cái chương trình gì cho các bạn khuyến mãi hay gì không? Có chứ, mình có nếu mà bạn mua xe mình có thể thanh nhất miễn phí. Dạ, thanh nhất miễn phí. Ok, có dạ. Bảo dưỡng nếu mình, ở gần đấy mình có bảo dưỡng. Dạ, mình có bảo hành gì không anh? Có bảo hành cho nếu mà xe ba cái xe hàng mình bảo hành cho 3 đến 5 đến 6 tháng. 5 đến 6 tháng là dành cho những hãng nha bạn, xe hãng nha. Xe hãng là những xe như Honda nè, Yamaha nè, Suzuki. Đó, chính hãng của ba hãng đó đi. Nói chung trước mắt là như vậy ha. Còn những xe lương danh với 50 là không có nha các bạn. Rồi, Novo này 6 hay 5 danh? Novo 6 đúng không? 5 hả? Con này bao nhiêu anh? 14 triệu đó. 14 triệu, Novo 5 ha. Dạ rồi, rồi. Biển số là 60 của Đồng Nai các bạn ạ. Rồi, cho bạn nghe máy cái ha. Rồi, anh nẹt cho bạn. Rồi, rất im. Rồi chiếc con Vision 95 của Hậu Giang đi anh. Bán rồi ha. BCS của Bình Dương nè, BCS đỏ nè. Con này đều bao nhiêu vậy anh? 21. Rồi cho em xin giá luôn anh. 25 triệu. Hình như là mình đây mất cái cảng hả ta? Có cái cảng để mình cầm không? Không có cái cảng, con đời 21 cái cảng này. Dạ, 21 là y như vậy luôn. À đây 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 đây. Nó cứng nè, mình tưởng dàn nhựa chứ. Tại nói chung mình ít va chạm với dòng BCS này lắm. Cái dòng sau nó bự nó đẹp luôn á. Dạ dạ. Rồi AB này. Đời 23 là bò. Dạ cho bạn nghe, giá bao nhiêu vậy anh? 15 triệu, con này phải bóp phanh trái rồi. 15 triệu ha. Rồi. Rồi. AB hàng người. Con này FI chưa anh? Đúng rồi, FI. FI luôn. Giá nó là bao nhiêu anh? Của Bình Dương luôn. 20 triệu bao hồ sơ. 20 triệu bao hồ sơ cho các bạn luôn. Là 20 triệu là mình lấy hồ sơ về, mình nạp vào cái tỉnh của mình, huyện mình thì mình sẽ được đứng tên chính chủ ha. 48 ở cái này là xe 50 đúng không anh? À, con này bao nhiêu anh? Triệu đến 50. À, xe nó 7 triệu 8, xe 18 là người làm cây. 7 triệu 8 rồi 28. Còn bây giờ cho em hỏi dao động của Sirius thì mình đi, tại em thấy Sirius thì mình nhiều quá. Cái con màu trắng mà mâm nó quá trời cay thì bên trong là bao nhiêu anh? 10 triệu 500. Rồi con này cho em xin giá hết đi. Con này xe 50. Rồi 50 luôn. 83 miền Tây. 83 là của Sóc Trăng. Ờ 50 mà bạn nhìn cái dàn trước của nó nè, không thấy sơ ý là 110 luôn đó. Đúng không? Bánh mâm bánh bánh cam thắng đĩa rồi. Dạ. Còn FI nè anh, sao con này mướt quá nè, bóng quá nè. 28 hàng gì hết. Giá bao nhiêu anh? 14 năm. Đây một cái còi 150 đã thay cái đĩa trước. Con này có đi mắc cú luôn nha các bạn. Con này bao nhiêu ban đời mấy? Con này đời 215. Con này 215, có làm yên nè, rồi có ba ga chắc chắn là của dân Phượt rồi. Của dân Phượt dân đi xa rồi. Dạ. Anh nói là đi hết để mình coi đồ coi rồi đề máy cho các bạn nghe cái đã. 16.000 ha. Con này bao nhiêu anh? 26 triệu 500 ngàn ha. Rồi 26 triệu 500 ngàn nha các bạn. Hẹn riêng danh. Hẹn riêng danh. Phô dàn áo nhìn giống Nhật kia. Bao nhiêu anh? 7 triệu 8. Liên danh nha các bạn, không phải chính hãng Yamaha nha. Rồi con Sirius này luôn đi anh. Nghệ An. Nghệ An 10.
Giá bao nhiêu anh? Dạ, 9 triệu. 9 triệu. Rồi sẵn bên đây mình lại thấy thêm hai con ở đây. Đường danh luôn. 50. 50 hết nha các bạn. Rồi, một con bao nhiêu anh? 6 triệu rưỡi. Con này 6 triệu rưỡi 50. Còn con này? 6 triệu. Dạ rồi. Đây, cái này là chắc là siêu hãng rồi đúng không? Hãng đây. Của Yamaha đây. Rồi, giá bao nhiêu vậy anh? 12 triệu các bạn à. Biển số của Bình Dương luôn nha các bạn. Đây, có con Winner 68 Kiên Giang đi nguyên cái mâm bằng nhện nè, mâm quang phương nè các bạn. Ha, à, xin xe á. Đây cái phuộc đó nè, bánh trước cũng vậy luôn nha. Bạn nào thích thì chơi. Đây là phuộc upside down thiệt hả ta? Phuộc upside down nhưng mà không phải cái loại mà lỗi mắt rồi. Con này bao nhiêu anh? Con này 28 năm. 28 năm. Cái này là cái form của 2016 và 2017 đó các bạn. 28 năm. Winner thì nó thường hay bị một cái lỗi đó là hư cảm biến bấm ga. Để mình thử con này cho các bạn cái nha. Thường các bạn hay phàn nàn mình 24.000 cây đúng không? Muốn biết thử có hư cảm biến bấm ga mình thử cái nha. Xe này không có nha các bạn. Mình dạng một phát gấp luôn. Thóc ga luôn thì nó lên đúng 10.000 rưỡi luôn nha. Nó không có bị yếu. 28 năm đúng không anh? 28 năm. Biển số của Kiên Giang. Rồi, con Phu Chờ. Phu Chờ mập, biển số 59G1. Con này giá bao nhiêu anh? 12.000 cây nha, 18 năm. Con xăng điện tử. Con xăng điện tử luôn. Rồi. Con này máy nó kêu ta. Rồi. Đây là Du DTFI 215, 73 là của đâu ra? Quảng Bình. Quảng Bình. Giá sao anh? Giá này 14 năm anh. 14 năm. Chị rồi. Còn cái này số Tây Ninh. Tây Ninh 70K1 của Tân Châu á các bạn. Huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đó. Giá con này bao nhiêu anh? 12 năm anh. 12 năm. Rồi con 50 luôn. Xe này 50, 62 đồng anh. Xe này 7 triệu rưỡi. 7 triệu rưỡi. Nói chung là Sirius 50 cũng là hàng mình dao động là từ 6 triệu rồi có đúng không anh? 6 triệu là có xe 50, Sirius 50 nha các bạn. Rồi sẵn trong mình vô đó luôn đi để hồi nó hơi cực. Mình thấy mình để ý rồi đó nha. Con này là bóng B, xanh B, xanh B. Giá bao nhiêu anh? 13 năm. 13 triệu 500 ngàn. Cửa hàng ảnh thì nói chung hơi chặt tí nên là mình khó quay chi tiết chút. Con VS này anh của Honda. Honda để 2011. Dạ. Đi máy móc đầu cho rớt. Giá sao anh? 9 triệu rưỡi. Mình đề được không anh? Có đề còn bình không? 9 triệu rưỡi. 9 triệu rưỡi. Ok, máy ok im ha. Rồi 9 triệu rưỡi. Còn con Acelo anh 11 triệu màu vàng chanh nè các bạn, 11 triệu đời 2014 màu vàng chanh nha, đẹp ha. Con này 50 hay gì đây? Chưa thật hả? Của Yamaha mà sơn sơn cái nước sơn nữa. Tại vì nước sơn màu cái sơn của hãng như cái nước sơn màu này đó, Heineken. Cái mâm này các bạn, này là phiên bản của Hoàng Phương nè. Giá con này bao nhiêu anh? 12 năm. Rồi, đây thì mình còn lại một con này với con Jupiter và con Wayne Farm 100. Quay 124 rum ha, đùm mà rum. Con này bao nhiêu anh? Nó 11 năm. 11 triệu 500 ngàn. Dạ. Đây, mà rum rất là đẹp nha các bạn. Đây nè, tên của đèn đây nè. Rồi. 29 là của tỉnh nào anh? Thủ đô Hà Nội. Thủ đô Hà Nội luôn. 448 80. Quá đẹp luôn, đẹp thật đấy.
im các bạn ơi. Máy quá phê luôn đây. Rồi, con Sirius này chưa cho em xin giá luôn, 93 Bình Phước. 50 triệu. 10 triệu. 50 không anh? Hẹt 50 đúng không? 50 này. Hẹt 50 con tay luôn. Tay xin giá, đen nhá. Bình xin đen nhá. Trong tối quá. Này. Con này đi cái dĩa, cái dĩa sao hơi nhỏ quá ta. Mày khách giờ nó đi giờ vậy nên chân chạy đất số. Dạ. Rồi, con này bao nhiêu anh? Con này 9,5 triệu. 9,5 triệu. Cần số hay càng cắt một càng ở sau luôn nè. Đi Natico này dẫn bóc. Dạ. Rồi tiếp cái con Sirius. Liên danh 110 Sunfast. Liên danh 110 của Sunfast bao nhiêu anh? 6 triệu. 6 triệu. Ha. Rồi 37. Nguyên Thái. Nguyên Thái luôn ha anh? Cái bẩn nó có thái không anh? Của thái. Chỉ có lai cặp mâm thôi. Hai cặp mâm thôi. Đi cặp mâm. Dạ, con này bao nhiêu anh? 12 năm. 12 triệu 500 ngàn. Bẩn nó hơi sáng ấy á ta. Thầy để anh đề cho bạn nghe tiếng máy của cái rim này. Rồi 12 triệu 500 ngàn. Còn con trong anh? Con này chắc rẻ đây. Có 6 triệu rưỡi thôi. Ây da, cái con quay cái màu nó đã quá ta. Quay này giá bao nhiêu anh? 5 triệu rưỡi. Anh em nào mê thì có thể lấy luôn cái màu này nha. Rồi, sẵn qua đây thì mình có con quay hết nè. Con này bao nhiêu anh? Con này 8 triệu rưỡi. Con này thì bị đứt ngang trong dây cm rồi. Cm đứt mình đứt thay thôi. Dạ, 8 triệu rưỡi. Nghe máy nha. Bây giờ để mình quay lại tổng cửa hàng ảnh cho các bạn xem ha. Đây. Rất là nhiều xe các bạn ơi. Chỉ tiếc có một điều là cửa hàng ảnh chưa có hỗ trợ trả góp thôi. Vận chuyển xe thì có. Anh em mua thì có thể thiếu là 1-2 triệu, ảnh có thể cho thiếu ha. Số điện thoại với địa chỉ thì các bạn cứ bấm vào nghe tiêu đề thì mình sẽ để số của ảnh bên dưới. Địa chỉ ảnh thì nãy mình đầu video mình có nói rồi, mình xin phép lấy cái địa chỉ kế bên đó. Tại vì cửa hàng ảnh mình chưa có thấy để địa chỉ. Đối diện đó 346. Dạ, địa chỉ đối diện là 346 ha. Nói chung là địa chỉ này kia thì mình sẽ để lại dưới phần mô tả cho các bạn, mình sẽ ghi lưu lại và sẽ để lại cho các bạn ha. Đây, mình sẽ ghi tổng cửa hàng hết. Anh em có nhu cầu cứ liên hệ số điện thoại của anh nha, số điện thoại là 0979 418 908. Rồi, cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi video của Phú Nguyễn. Chào tất cả các bạn nha.